Vâng, trận đấu thi đấu thứ hai trong trận đấu thứ hai đây là Sen của game thủ sát nhân và Minoan đó là quân của game thủ Tiểu Long. Vâng, nếu như mình kín thì hoàn toàn Tiểu Long có thể lên thẳng cung A, trong khi sát nhân nữa là người đánh chém bán máu. Với việc cầm Sen thì anh sẽ ép đời Phũ Phàng hơn ai hết. Trong những thời gian vừa qua, trong những trận vừa qua khi mà tôi quan sát sát nhân thì tôi nhận thấy rằng anh là một game thủ có lối ép đời cực kỳ Phũ Phàng và hoàn toàn có thể để sát nhân cân hai như thời điểm ban đầu. Phía bên kia dường như có một mác C. Vâng, phía bên kia dường như có một mác C và một quân gì đấy nữa. Nếu tôi nhìn không nhầm thì là Pan, Pan và mác C. Hai quân có thể là hai quân cực kỳ phũ phàng, nhưng trong một trận đấu mà có Sen thì e rằng sẽ rất khó. Vâng, Sen đối với thi đấu với Pan thì đương nhiên là Pan vẫn cứ thua. Còn Minoan, Maxe đã có cung A của Minoan rồi. Nói chung đây là một kèo đấu mà quân của các game thủ bên phía team Trường Phát là lợi hơn rất nhiều. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ sát nhân, tham lai đang là 17/20. Cắm cờ. Vẫn chưa thấy đồ gì ăn. Oh no. Đây là một trận đấu với nhà mà game thủ sát nhân tuy là người cầm xe nhưng sẽ lại không lên đời không quá phũ phàng. Đóng một cái BG cực kỳ bừa bãi. Vâng, phi một con hiêu. Rất may là con hiêu nó không chết. Nếu như một tình huống đó là một con chết thì không khác gì anh vừa vứt đi 150 thực. Hai mươi hai trên 24. Sát nhân đang cố gắng căn kè nhưng sẽ không thể nào ép đời trong ép đời ít dân được. Như vậy là vẫn quyết định ép đời với 23 nông dân. Trong đây vẫn còn quá nhiều đồ ăn. Một trận đấu giò hơi lỗi của game thủ sát nhân kích đời 10 phút 15 với 23 nông dân xe ăn. Anh kích đời như 24 dân vậy nhưng tôi không sao, tùy. Sát nhân là có điểm tiểu ngạo giang hồ, nó có điểm số cực cao. Đây là 22 dân của game thủ chip đẹp dài. Chip đẹp dài trận đấu này sau dân hơi lỗi so với Sen của game thủ sát nhân. Vâng. Soi tham chưa ai lên đời. Tất nhiên bây giờ mới là chớm rằng 1 phút thứ 8 thôi. Quay trở lại với trận đi đấu này thì đây là một trận đấu mà ép đời khá lỗi của game thủ sát nhân. 10 tròn đánh kích đời với 23 nông dân Sen. Vâng, 10 tròn thì chúng ta hoàn toàn có thể kích đời
với từng đấy tham như là 26 nông dân cơ. Nhưng thật không sao, sát nhân vẫn đang có một lực cực khỏe với một bãi quả phụ đang ăn hoang, thậm chí một bầy hươu anh còn chưa thèm xả thịt. Con ngựa giò đã bắt đầu đẩy đi và mục tiêu vào nhà gặp gặp cửa giò của game thủ màu hai chuồn chuồn. Trận đấu này chuồn chuồn là người gặp Mark C, sẽ có một bài công y vào nhà của Mark C không? Như vậy là đóng A, bắn mò nhỏ cực kỳ hợp lý, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ là hợp lý hơn nếu như có một tình huống đâm y vào nhà của Mark C. Và đây là Minh Oan, Mỹ Đình lên đời siêu muộn, lên thẳng cung A, một bài lên thẳng cung A của game thủ Tiểu Long. Như vậy là Mỹ Đình cũng là người cầm Minh Oan, Mark C là quân của game thủ chuồn chuồn. Tam lai của game thủ Tiểu Long là 26/28. Còn đây là 24 của game thủ Sát Nhân. Ăn được rất nhiều dân của game thủ chuồn chuồn rồi. Đang có 1L1A chảy đều. Và mục tiêu của anh đương nhiên sẽ là nhà của game thủ Mỹ Đình khi mà chuồn chuồn đã chém phớt qua. Quan trọng là nhà của Mỹ Đình phải yếu hơn so với nhà của Tiểu Long, thì đây mới là trận đấu win chặt. Tiếu Ngạo Giang Hồ chắc chắn đây sẽ không thể nào là một trận đấu mà anh đánh thẳng là đánh thẳng cung A, bởi vì sen của game thủ Sát Nhân đã cực kỳ phũ. Hơn nữa đây là một trận đấu với nhà game thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ lên đời rất muộn. Vâng, chốt không được. Con ngựa giò của game thủ Mỹ Đình đang bị một con sư tử đuổi theo. Đúng là đã đen rồi nó còn lắm lông. Vâng, đã yếu thế hơn rồi thì các anh còn bị cả sư tử đuổi. Nhà của Mỹ Đình trận đấu này rất nhiều sư tử. Dân của Mỹ Đình đương nhiên là chưa có bánh xe. Bây giờ anh vừa lên đời 3 xong. Khó rồi, tỷ số sẽ là 2-0 dành cho các game thủ bên phía team Trường Phát. Quân của các anh là đẹp hơn quá nhiều. Vâng, đánh hay còn bài đẹp, quân đẹp như thế này thì đúng là không ai chơi được với các game thủ bên phía team Trường Phát. Một ngày đánh cực kỳ rực rỡ. Chỗ này có hở không? Như vậy là chỗ ở khu vực này thì game thủ chuồn chuồn đã bo khí nhà cửa. Chip đẹp dài 26/64, phút thứ 16 và đã chuẩn bị lên xong những con cung A hai áo. Đã có cung A một áo thủ nhà. Thế này thì các game thủ bên phía team Trưởng Phát sẽ không thể công vào được. Nhà của Sát Nhân thì vẫn đang yên ổn 28/36. Vâng, ăn thanh lý được bãi hoang hoang này của game thủ Mỹ Đình nữa thì các anh sẽ quyết luôn, không cần phải thi đấu tiếp. Một trận đấu mà Sát Nhân cân 2 và game thủ Tiểu Long không cần phải thi đấu. Vâng, có thi đấu thì Tiểu Long sẽ là cái đinh cuối cùng để chốt vào cái nắp quan tài dành cho các game thủ phía team Hà Nội mà thôi. Tỷ số rất là 2-0, chắc chắn là như thế. Vâng, Mỹ Đình đóng A. Nhưng mà có lẽ thôi, quýt thôi. Nhìn thấy cũng A, Minh Oan của game thủ Tiểu Long đến thế này thì quýt thôi anh ơi. Vâng, mình chưa lên cung A một áo này, họ đã có cung hai áo đi chơi thế này thì khó. Tham lai của game thủ Sát Nhân 23, nhưng mà vấn đề anh cũng tích được khá nhiều quần nữa thì đi chăn dân rồi. Trong khi Tiểu Long thì đã khỏe nguyên. Thôi, quýt. Đánh rất chảy cối. Như vậy là game thủ Mỹ Đình đã đi sai. Tỷ số là 2-0 dành cho các game thủ bên phía team Trường Phát. Rất nhanh chóng.
liệu các anh có thả thêm hai trận hai đều đánh chung kết cho nó vui không?